Xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật rất là hay, đó là chúng ta sẽ chuyển từ sơ đồ lớp thực thể và tự render ra thành các bảng trong cơ sở dữ liệu. Đấy, đây là một ví dụ mà mình đã được học trong môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin của thầy Quế, và thầy dạy thì mình đã biết được cái kỹ thuật này và mình thấy khá là hay, nên là mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người cũng như là quay lại để bản thân mình có thể nhớ đến. Thì tức là nội dung, tức là như thế này, mục tiêu tức là chúng ta có ba bảng để ba thực thể trong cơ sở, trong sơ đồ lớp thực thể. Đấy, thì mình ví dụ như mình chỉ vẽ ba cái bảng này thôi, thì môn nhà môn công nghệ phần mềm mọi người cũng biết rồi đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ chuyển từ ba cái bảng này. Đấy, mình sẽ dùng các cái cách ánh xạ ORM đấy, và mình sẽ nối cái quan hệ của nó, mình sẽ viết viết cái quan hệ của nó lên trên như thế này. Thế thì sau khi đó, sau khi mà mình click vào tool, mình click vào Hibernate và mình click vào Citronite, thì lúc đó ở đây nó sẽ tự động tạo ra một cái bảng cơ sở dữ liệu là như thế này, với đầy đủ các cái mà chúng ta đã cài đặt. Thì ví dụ như một customer là có một account, mối quan hệ là 11, và một customer sẽ có nhiều order thì mối quan hệ là 1 nhiều. Thì đó là ví dụ trong cái trường hợp như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái này đi và mình sẽ hướng dẫn lại mọi người từ đầu. Thế thì trước tiên đó là các bạn sẽ phải mở Visual Paradigm lên. Đấy. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ tải bản Evolution. Đấy, Evolution cũng được nhá, cũng làm được, nhưng mà các bạn phải ấn chuột phải và chạy nó bằng Administrator. Đấy, Run Administrator. Administrator. Được chưa? Thì sau đó này, các bạn sẽ mở nó lên này. Thì có thể là nhiều lúc mà mọi người cứ run kiểu như này thì nó sẽ hơi lâu, với lại nó hơi mất thời gian một chút đi, bởi vì mở cái này nó cũng lâu mà. Rồi, sau đó thì mình sẽ open đây. Mình sẽ thử open một cái cũ nhé. Một cái cũ đây đó, đấy, đây là một cái cũ và chưa có một cái gì cả đúng không? Thì các bạn thấy là không có cái navigation thì các bạn sẽ ấn vào tool này, sau đó ấn vào view cho mình, sau đó ấn vào pane và ấn vào diagram. Được chưa? Được rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ thử vào cái bảng thì nó sẽ mở hết như thế này cho các bạn. Thì chúng ta ẩn nó đi. Đấy. Ẩn nó đi đến cái chỗ mà database. Đúng không? Đến chỗ database thì chúng ta dừng. Còn không nhỉ? Database là chỗ này. Đúng không? Thì thấy rằng là hiện tại là chưa có cái gì ở đây cả. Đấy. Và chúng ta thử nhá. Thì thứ nhất này là để các bạn có thể tạo được để ánh xạ, để tạo được cái bảng database ấy, thì các bạn sẽ phải click vào cái table này. Đấy, sau đó các bạn click vào và đây stereotype, sau đó ấn vào edit stereotype, sau đó làm thế nào để các bạn chuyển từ cái này, các bạn chọn được ORM persister. Được chưa? Cái này cũng tương tự như vậy nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái này thì mình có rồi, nhưng nếu như mà trong trường hợp chưa có thì các bạn phải chuyển xuống dưới này. Đấy, và tìm cho mình chữ ORM persister. Persistable, đúng không? Persistable. Sau đó chuyển nó sang đây và ấn vào OK. Ba cái này nhá, cũng tương tự như thế. Việc thêm trục tính thì các bạn chú ý là các bạn bắt buộc cần phải tự làm nhá, tự thêm. Đây mình sẽ thử thêm một trục tính đi. Shift A. Ví dụ ID INT Alt Shift A ID INT, và đây cũng như vậy. Đúng, bên ấn là Alt Shift F thôi. ID INT. Rồi, đây ví dụ đây cũng như thế. Thì việc mà thuộc tính thì các bạn sang thêm làm sao cho đủ thôi. Đấy, ví dụ hiện tại là mình có đã có các cái ORM persister, tức là mình đã hoàn toàn có thể ánh xạ được các cái thực thể này thành các bảng trong cơ sở dữ liệu rồi. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào trong tool lúc mình ấn vào Hibernate này, sau đó ấn vào Citronite to Entity Relationship Diagram. Tức là nếu như các bạn ở bên bên sơ đồ lớp thực thể, bên Class Diagram, thì các bạn có thể lựa chọn là gì, đồng bộ hóa sang sang SQL.
đầu mong sang bảng cơ sở dữ liệu. Còn nếu như các bạn nằm ở bên bảng cơ sở dữ liệu, có nghĩa là các bạn có thể là vẽ bảng cơ sở dữ liệu, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là switch cho này sang class diagram như thế nào, đúng không? Đấy, thì có hai cái cách mà mọi người có thể làm là từ cái này vẽ sang cái kia, hoặc là từ cái kia vẽ sang cái này. Cái nào thuận tiện hơn thì các bạn chọn cái đấy. Đấy, ví dụ như thế này, đây mình chọn đạn, mình thấy là có đạn, đúng không? Rồi ok, đấy, thế rằng ở đây nó sẽ có ba cái này, đúng không? Thế thì thế rằng là có ba bảng thì ấn ok là được đấy, đúng không? Thì lúc đó này các bạn vào đây, khi các bạn switch cho này thì nó sẽ ở class diagram 3, bởi vì chúng ta đang 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 làm trên cái đấy, đúng không? Thì các bạn thấy là hoàn toàn là đã có các cái bảng này rồi nhá, có đúng không? Ok chưa? Đấy, thế thì cũng như mình vừa nói là ngược lại là các bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa ở trên này, đúng không? Và switch cho này ngược lại về class diagram cũng đều được. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta đang làm class diagram thì chúng ta phải làm nào để chúng ta chuyển về cái bên kia, đúng không? Nhưng mà các bạn chú ý là chú ý ví dụ ở đây mối quan hệ của mình là mối quan hệ là một nhiều. Đấy, thì ở đây chúng ta cũng phải làm thế nào để thể hiện được cái mối quan hệ là một nhiều, mặc bởi vì các bạn ở đây nó chưa có một cái mối quan hệ gì cả, đúng không? Do đó thì thứ nhất này là các như vậy chúng ta phải làm hai cái. Cái thứ nhất đó là set up mối quan hệ một nhiều, và cái thứ hai đó là gì, là nối cái liên kết để thể hiện rằng là nó là mối quan hệ một nhiều. Đấy, vậy thì các bạn chọn vào đây. Đấy, ấn vào cái đen đen này này. Đấy, sau đó thì ấn vào cho mình cái open này. Được chưa? Thì các bạn để đây là mantis. Cái này là một, cái này là không sao. Các bạn hoàn toàn chọn được ở đây nhá, tức là thể hiện được mối quan hệ là một nhiều. Đấy, hoặc ví dụ như cái này, mối quan hệ là một một, đúng không? Thì các bạn chọn vào đây. À, sorry, sorry, ấn về ấn đúng vào cái ô này. Đấy, sau đó chọn đây. Đấy, và để cho mình mối quan hệ là một một, bởi vì là một cái này thì chỉ có một cái kia thôi, đúng không ạ? Một một đấy, rồi đấy, mối quan hệ là một một đấy. Sau đó này tiếp tục này, bây giờ các bạn phải thể hiện xem là nó có quyền là gì, cái bảng này nó có quyền là gì, thì để các bạn có thể nối được với lại cái kia, đúng không? Thế thì khi đó này các bạn sẽ click vào đây, đấy, edit role name. Edit role name tức là cái quyền. Đấy, tức là quyền là customer. Đấy, customer. Được chưa? Điền y hệt như thế này. Cái này cũng như thế, edit role name order. Điền y hệt như thế. Đấy, như vậy là chúng ta đã thể hiện được mối quan hệ và chúng ta đã nối được cái quyền với nhau. Các bạn save lại. Đúng không? Và switch cho này lại một lần nữa. Switch cho này lại một lần nữa. Thì rõ ràng các bạn thấy rằng lúc này nó được nối quan hệ với nhau này. À, đấy, thấy chưa? Các bạn mọi người thấy ok chưa? Hay chưa? Rồi ok nhá. Thì cái này cũng tương tự như thế. Thì các bạn có thể nhá, có thể là chọn vào đây. Ừ, chọn vào đây. Sau đó các bạn điền row cho nó luôn cũng được. Đúng không? Đấy. Từ từ nhá. Đây, có thể điền luôn row vào đây. Customer này và account, tức là mối quan hệ là như thế. Thì thấy rằng là nó như thế nào? Đúng không? Rất nhanh luôn. Hoặc là tương tự như thế thì ở đây thấy rằng là customer thì có role là customer, đúng không? Nối với customer và full name thì full name cũng sẽ có role là full name, tương tự như thế, đúng không? Hoặc là như thế này này. Đấy, hoặc là đây cũng là customer thì các bạn sẽ để là customer là nối từ address đến customer thì là address, đúng không? Save, Ctrl S save lại. Sau đó switch channel lại một lần nữa, thấy rằng là nó đã có mối quan hệ với nhau, đúng chưa? Mới thể hiện rất là kỹ mối quan hệ là như thế nào, mối quan hệ là một một, đúng không? Thì các bạn muốn kỹ hơn một chút, mối quan hệ là một một thì khi đó các bạn cũng lại tiếp tục vào đây, đúng không? Để cái mối quan hệ là một một, chúng ta cũng để mối quan hệ là một một, là như thế, là coi như là chúng ta đến đây là chúng ta sẽ hoàn thiện và hoàn chỉnh, đúng không? Để rất kỹ luôn, để căn xe đã được chưa? Như vậy là một, sau đó thì cuối cùng là gì, switch cho này thì coi như là chúng ta đã hoàn thiện được cái bảng cơ sở dữ liệu. Còn về các cái thuộc tính thì các bạn để như thế nào là được, nó có thể không thêm ID đâu, bởi vì cái chỗ này này cũng tạo ra cơ sở dữ liệu, nó sẽ tự động, nó sẽ tự động tạo cho các bạn là như thế đấy. Cho nên là những cái này nó hơi xung đột một chút, nên là nếu như các bạn muốn bảng SQL của các bạn mà thành công đấy, theo ý của các bạn thì các bạn phải xem xét kỹ hơn cái cách mà các bạn đặt
À đây này, đúng không? Đặt cái tên tên thuộc tính cho bảng của mình. Thì ví dụ như ID thì các bạn phải để là viết hoa đấy, kiểu như vậy. Thế nhưng mà nhìn chung là cái cách làm, và thứ nhất là với mỗi một bảng các bạn phải chuyển thành pointer cho mình. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi đó thì các bạn tại từng cái đường nối này, đúng không? Tại từng cái đường nối này thì chúng ta sẽ thiết lập cái row, đấy, điểm đầu điểm cuối, đúng không? Thiết lập cái row, các cái association là đi từ đâu và đến đâu, đúng không? Sau đó thì để cho mình một cái mối quan hệ là multiply, multiplicity, để xem là mối quan hệ giữa hai bảng đấy là như thế nào. Sau đó ấn OK. Chúng ta làm tương tự với các mối quan hệ còn lại, đấy, các cái đường dây còn lại. Thì lúc đó ngay lập tức các bạn ấn vào hai bên đấy và switch cho này, thì nó sẽ tạo ra cho các bạn bảng cơ sở dữ liệu tương ứng. Và chú ý là khi mà run bằng cái đấy thì các bạn phải dùng Visual Paradigm bản Evolution và nhớ là chuột phải. Sau đó run administrator là các bạn sẽ được. Được chưa? Thì video này sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Bye bye mọi người.